Nhưng mà mình không dùng cái nằm NTC này đâu. Mình là cái người đầu tiên duy nhất. Sau này có ai làm thì chẳng qua là bắt chước lại mà thôi. Nó sẽ chỉ còn có 10 ôm thôi. Hello bạn. Ở đây mình nghĩ là mọi thứ sẽ vô cùng ổn á và sẽ ổn á lắm bạn ạ. Ổn á và ánh nắng thì sẽ cũng không còn được quá nhiều cho lắm. Bởi vì ở đây ánh nắng sẽ không có nhiều đâu bạn. Nhưng mình sẽ lấy một vài cái vỉ mà siêu bẩn thỉu các bạn. Đây là vỉ siêu bẩn thỉu đó. Thì mình sẽ lấy vài cái vỉ siêu bẩn thỉu. Xong mình lấy một vài thứ ở trong đây. Sau đó mình sẽ từ giã nó đi. Mình sẽ từ giã luôn. Và không bao giờ mình quay lại nữa. Mình sẽ từ giã đó. Rất khoan mình nói mình từ giã là mình phải từ giã. Nhưng mà cái con này nó nằm ở vị trí ở đâu nhỉ? Bạn chờ mình chút nhé. Ok. Và bây giờ mình đang tìm nó nằm ở vị trí. À đây. Đây bạn này. Đó, đây chính xác nó là một cái con này. Và nó đang nằm ở cái vị trí này. Đây. Bạn thấy không? Nó đang nằm ở cái vị trí này đấy. Và mình vừa mới tháo ra. Thì bạn hãy nhìn cái chân của nó đây. Đây, rén quảnh ở đây. Đây một pha, đây một pha, rén quảnh ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái con này ra. Lúc nãy mình có đo định chở rồi. Mình đo định chở rồi. Đây một con khác. Con này á, thì 2 chân. Còn con này 3 chân. Con 3 chân ngon hơn bạn ơi. Đó là cái con gọi là siêu vi đẳng lắm ạ. Nó có thể là sẽ quý hơn cả vàng, cả kim cương. Nếu như nó bảo vệ thiết bị của bạn mà nó không bị hỏng. Đúng không? Bình thường giả sử như bạn bị hỏng, bạn dùng mà nó không hỏng thì không sao. Nó hỏng thì có phải bạn mất tiền không? Và bạn nhìn thấy số ohm chưa, số ohm chưa? Là 18 ohm siêu chuẩn cấp nhé. 18 ohm thì quá nhiều. Về cái con này thì sao? Nó cũng là 18 ohm hay là 10 ohm hay là 15 ohm? Đó là 10 ohm bạn ạ. Vì sao mình lại làm được cho nó còn có 10 ohm thôi? Vì mình lúc nãy mình đã cạy nó ra rồi. Là rất là đây mình sẽ kéo nó lên, có thể nhốc được cái này ra. Bạn nhìn nha, mình có thể nhốc được cái này ra đó. Đây này, mình có thể nhốc được cái này ra. Bạn thấy chưa? Nếu bạn xì hết cái đáy đi các bạn nhé, thiếc đi. Và ở đây nếu mà nó có rỉ á thì bạn đánh rỉ đi cho nó sạch sẽ. Đây siêu mỏng thôi, đừng có đánh nhiều quá nó tổn hao, nó bong hết các cái thứ đi đó, được chưa? Và bây giờ mình sẽ lắp lại. Mình sẽ lắp lại bạn ạ. Bạn chờ mình chút. Mình sẽ lắp lại thật là ngon lành cho bạn xem. Bạn nhìn nào. Mình sẽ lắp lại mà. Thì nó có hai mặt. Cái mặt trắng trắng bạn sẽ cho nó vào trong. Và bạn sẽ được một con siêu vi đẳng. Con siêu vi đẳng này có thể là sẽ quý hơn cả kim cương. Để nó phục vụ cho một cái mục đích mà tí nữa mình gọi đó là một phát minh luôn bạn ơi. Vì tại sao mình lại gọi nó là một phát minh? Bởi vì phát minh á là những gì mà mới mẻ và chưa có ai làm thì người ta gọi đó là phát minh. Bạn hiểu không? Mình không dùng cái NTC này đâu. Dùng nó vô tác dụng lắm. Mình sẽ không dùng NTC. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn. À, mình đã lấy được cái kìm. Một cái kìm như thế này. Một cái này cũng được chứ không cần cái kìm đâu. Như thế này đúng không? Thật là vuông vức. Đấy, nó sẽ có hai thằng này nó sẽ trở nên gần gũi lại với nhau hơn. Và mình sẽ hàn một phát ở đây. Bạn có thấy nó dài quá nhỉ? Mình
mình sẽ cắt bớt đi vì mình nó thật là dài dài dòng. Và bây giờ mình sẽ lại đốt nó hai chân chập lại và một chân ở giữa, và mình sẽ đo để chờ cho bạn xem sẽ có bao nhiêu ôm nào. Ôi giời ơi, thật là hoàn mỹ khi nó chỉ còn có 6 ôm thôi. Chỉ có 6 ôm thôi, 6 ôm rồi bạn ơi. Bạn nhìn thấy 6 ôm không đấy? Chính là 6 ôm á. Nó đã được kết nối thật là hoàn mỹ rồi đó bạn ạ. Này, bạn nhìn thấy không? Bạn sẽ kết nối như thế này nếu như con đó là 3 chân. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm thôi. Trước tiên thì phải thử nghiệm một chút cho bạn nhé. Đây là một con bóng mà không biết là bao nhiêu watt, 40 watt hay sao ạ. Mà mình bây giờ không có một con bóng nào ở trong hương ta. Con này bao nhiêu? Cũng lại 40 watt luôn à. 40 watt thì nó quá ít ỏi đi. Nhưng mà thôi thì cũng phải thử thôi chứ biết sao. Nếu mà có cái con 100 watt thì khéo hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đấu. Bạn nhìn thấy không? Mình sẽ đấu, và ở đây là mình đấu theo cái kiểu là không có bọc bằng dính bằng riếc gì đâu bạn ơi. Mình sẽ không bọc bằng dính, bởi vì nếu mình bọc bằng dính nhá thì sẽ rất là nhiều thời gian, nên là các bạn mà làm á thì các bạn sẽ phải bọc bằng dính cẩn thận nhé. Đấy, như vậy nó đã thoát qua một cái bóng như thế này, và cái bóng sáng không hề tối luôn, nó thật là đều xỏ luôn. Bây giờ hai bóng đi, bởi vì cái dòng thoát nó có vậy thì làm gì mà ăn thua, đúng không? Nó phải hơn như thế. Như vậy thì nó mới có vài trăm mA, làm gì đâu. Vẫn chưa chịu tối bạn ạ. Nó vẫn cứ sáng như vậy thôi. Nó vẫn sáng một cách đều sổn lá quá. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái khác nữa bạn ạ. Đây, con này 100W. Nữa là tổng cộng ba con này là mới được có 200W, chưa được 180W. 180W này. Ô, con này rụng tóc. Con này rụng tóc các bạn ạ. Rụng nhưng mà mình lắc cho nó cố gắng. Rồi, cái con này rụng tóc. Đấy. Ồ, hô. Nga, nhưng mà nếu mình chờ một lúc xem nào. Đấy, nó xoẹt cái gì ta? Thật là đều. Bây giờ nó không còn còn ấy nữa đâu. Nó xoẹt là chẳng qua là cái đó là nó cũ rồi. Bây giờ mình sẽ thấy. Rồi, cái con này lúc nãy con này cũ quá hỏng rồi. Mình sẽ thay một con khác. Bỏ này ra nhá. Đấy, con này này sẽ hàn nối nó vào đây. Con này chỉ hai chân thôi, không cần ba chân nó gì cho mệt đâu. Và sẽ được nấu nối tiếp qua bóng này. Qua bóng nhé. Nối tiếp ba cái bóng này. Cái bóng này rụng tóc rồi. Còn hai cái bóng này thì cái bóng này rụng tóc rồi. Nhìn thấy rụng tóc không? Cái tóc này dụng rồi nhưng mà lắc được. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện. Đấy, sáng chóe luôn, đúng không? Nhưng mà liệu nếu mình để một lúc liệu nó có bị tắt không? Đấy, bạn thấy không? Là chỉ cần hai bóng thôi cũng đủ tắt rồi. Để mình nghiên cứu lại nha. Chờ chút, mình sẽ lấy bớt bóng ra. Cái bóng này là không có tác dụng này. Bóng này ấy rồi, không cần, đúng không? Bây giờ sẽ lắp một bóng thôi. 40W nha. Đây, một phát vào đây, nối tiếp một con bóng và nối vào điện như thế này. Sau đó cắm điện. Nhưng mà vì là lúc nãy ấy, vì lúc nãy nó bị nó đang còn nóng mà ạ. Lúc nãy nó đang còn nóng cho nên mình phải thổi cho nó nguội đi chứ. Mình cho nó một ít nước vào đây.
cho nó mát mát một chút này. Bởi vì một khi nó đã nóng lên rồi thì còn lâu nó mới nguội cơ. Mình nghĩ là nó đủ mát rồi đấy. Và cắm điện. Như vậy là nó chỉ hơi sáng lên tí rồi nó tắt luôn. Để cho nó mát đi. Bây giờ mình sẽ tắt đi và mình sẽ cắm điện thì chắc chắn là nó sẽ sáng thôi. Nếu nó chưa đủ mát. Đây bạn thấy không? Nó đã sáng. Quá là hoàn mỹ. Đúng không? Quá là hoàn mỹ luôn. Quá hoàn mỹ luôn. Có nghĩa là nó sẽ sáng mãi 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 luôn, nó không hề tắt luôn các bạn ạ. Khi mà nó đã nguội rồi á thì nó sáng mãi mãi luôn. Nhưng bây giờ mình sẽ đấu một con bóng 40W này vào nữa thì kiểu gì nó cũng sẽ tắt thôi. Bạn hiểu không? Bạn hiểu nguyên lý chưa? Bây giờ mình sẽ rút ra này. Và mình sẽ đấu vào đây. Chắc. Như vậy là đủ hai bóng nha. Và cắm lên. Đấy. Tắt luôn. Yeah. Như vậy là có phải bảo vệ không bạn? Nó là bảo vệ quá hoàn mỹ rồi. Hai con bóng này mình tính cho sơ sơ là 80A là chưa được 0.5A mà. Rồi. Đây là một con loa. Loa check bạn này. Bây giờ mình sẽ đấu thử cho bạn nghe ở ngoài đời nhé. Chưa có lắp qua cái gì hết nhé. Và sẽ đấu thử cho bạn nghe ở trong đời luôn. Là đã lắp qua cái gì đó rồi nhé. Và đấu thì đấu cho nó đúng đúng chút này. Và bạn nghe xem. Tiếng ta. Rồi bây giờ là đã có tiếng. Đã thử nghiệm và đã có tiếng. Bạn thấy không? Tiếng nha. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục một công việc nữa. Mình để cái này. Rồi cho con này vào. Wow. Nhanh tay này. Giá khác nhau với gì hết. Nhưng nó đang chơi một con bảo vệ này. Con này chính là con bảo vệ. Con bảo vệ đây bạn. À, mình để một lúc lâu. À. Không mất gì không. Dê. Đây. Bạn đấu như thế này vào đây. Như thế nào cũng giống nhau à. Đâu có to hơn tí tị thì bởi vì nó có điện trở bạn ạ. Con này có điện trở. Đây, nhưng mà nó bảo vệ loa rất là hoàn mỹ luôn. Không bao giờ bạn bị hỏng loa nữa. Lo hỏng loa nữa bởi vì nó sẽ tầm cái 300mA là nó đã ngắt rồi. Ok.